Xong chưa? Hello các bạn, đây là hai con chó của mình tới giờ đó, chuẩn bị đó, nó đi ngủ nè các bạn. Đó, nó ngáp tới, nó ngáp lui, nó biết giờ này là giờ tối đó các bạn. Đó, thấy cưng không các bạn? Đó, đó, nó ngó mình nè các bạn. Đó, đây đây, cái con tròn vo đây nè, bên này là con đực nha các bạn. Còn cái con bên đây là con cái. À, con cái con đực nha các bạn. Đó, con cái nè, con cái lát nữa nó ngủ vui lắm các bạn. Đó, đó, nó đưa cái đầu lên là biết nó ngủ á các bạn. Ngủ, nó ngủ ngộ ghê các bạn. Con đực á thì nó nằm xuống vậy, còn con cái nó ngủ nó đưa cái đầu lên. Đó, các bạn thấy không, thấy không? Con cái nó ngủ ngộ không các bạn? Con chó đó, 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 đó. Mỗi lần nó ngủ á là nó đưa cái đầu lên, nó không có nằm dày đâu các bạn. Lát nữa các bạn coi nó đưa cái đầu lên nữa nè các bạn. Đây đó. Use this water nha. Đừng có cho nó uống nước này á. Use this water. So they don't have chlorine in there. This is gonna spill. We need to give them like. Nó đạp lên á. À, các bạn thấy không, thấy thấy thấy, thấy chó mình không các bạn? Bây giờ á nó chơi mệt rồi, bây giờ tới giờ này là giờ nó vô nó ngủ á các bạn. Còn con này là con đực nè. Đó. Đó, nó nằm nó ngủ nè các bạn, tới giờ này là giờ nó ngủ rồi các bạn. Nhất định nó cho nó uống nước khô khô. Để giờ cho nó. Cái này lạnh ngắt cơ. Hả? Cái này lạnh ngắt cơ. Không. Nãy nó chơi mệt rồi đó các bạn, giờ nó uống nước đó các bạn. Đó, nó uống nó thấy không các bạn, thấy không? Trời ơi nó khát quá, tội nghiệp chó nhà tôi ghê á. Hồi nãy giờ á là coi như á anh Tư của nó mới chào nó uống. Tại vì nó ăn tối một tí rồi nó ngủ á. Đó. Giờ này uống miếng đi nha, rồi lát ăn nha. Đó, mai là cái chén á, là chén kiểu á, cái chén á, kiểu á, mà coi như khó bể mà nó còn muốn cắn á, các bạn. Hai cháu của mình á, nó uống nè, uống nước nè, đó. Các bạn thấy không? Nó uống xong rồi cái anh Tư của nó cho nó ăn. Anh Bin của nó đó. Anh Bin của nó cho nó ăn, ăn xong rồi cho nó đi ngủ. Mà biết nó một tí thôi. Tại vì nếu mà để đến ngày mai nó muốn xì. Đói quá mà không có cho uống, bây giờ nó mới được uống nè. Tội nghiệp không? Đó, nó uống rồi nó uống hai con, nó uống chọc luôn á. Cân không các bạn? Đó. Nó quậy lắm. Nhất là con cái này nè, cái con ốm ốm là con cái á. Ở đây là con đực nè. Đó, các bạn thấy không? Nhưng mà đó là coi như á thằng Bin con mình đặt tên á, mình á thì biết tiếng Việt nhưng mà nó đặt tên tiếng Mỹ cho nên mình không biết kêu con này tên gì hoài, mình quên hoài à. Riku với Saki. Saki phải không? Saki là con gái, Riku là con. Sợ, con Saki là con gái nha các bạn. Con Riku á là con trai, con Saki đó. Bây giờ á mix cái này trước cho nó sót nè. Đó, hai cục cưng của mình bây giờ nó uống nước xong bắt đầu cái nó mệt cái bắt đầu cái nó đi ngủ đó. Nhưng mà trước khi đi ngủ á thì mình cho nó uống nước xong bắt đầu mình cho nó ăn. Mình cho nó ăn. Bây giờ mình chưa có cái chuồng mới đâu các bạn, ngày mai mình có cái chuồng mới mình đem về. Mình bỏ nó lên cho nó rộng rãi để cho nó nằm á, để cho nó có chỗ nó ăn nó uống á các bạn. Các bạn thấy không? Đó, mai là cái chén kiểu á, mà nó còn cực bỏ vô cái răng á, nó cắn á các bạn.
Còn ví dụ mà mình mà đưa đó cho nó chén mũ chắc á, là coi như á, là ngày mai cái chén mũ á, nó thành rác luôn á các bạn. Cái con này nó nói happy spoon for one day just like cái này là một tí spoon for 10 pounds đó, but these are not pounds, these are so light, just a little bit. Ngoan rồi các bạn. Đó mà có chỗ nằm ngon lành niệm ấm là nó bắt đầu là nó nằm là bắt đầu nó ngủ à. Uống nước rồi đó. Rồi đó, con nằm bên này, con nằm bên này. Đó. Ôm nhau ngủ nè các bạn. Miễn sao nó quét, nó phải quét á, miễn mới xong. Ngày mai mình sẽ lấy cái chuồng lớn cho nó. Để cho nó rộng rãi. Nó nằm. Các bạn biết không, nó còn nhỏ, nó mới có mấy tuần à. Nó mới có 4 tuần à các bạn. Một con á là coi như là 4 tuần, một con á là 6 tuần á các bạn. Cho nên bây giờ răng nó mọc quá, nó ngứa, nó hay thấy có cái gì nó hay cắn lắm các bạn. Hai con nó ăn hết, lúc khi nào nó ăn hết mình mới mix mình ra một tí, rồi cứ để thêm một tí nữa nó ghép sót đó cho nó quét thì ngồi nó sót rồi. Anh Bin của nó đang đi làm thức ăn cho nó đó các bạn. Bây giờ anh Bin cho nó uống nước no rồi, lát nữa anh Bin lại cho nó ăn. À, anh Bin ơi, em đói quá anh Bin ơi. Anh Bin có thể nào anh Bin cho em miếng không anh Bin? Anh Bin ơi, anh Bin ơi. Ủa nó uống hết nước hả? Ừ. Ờ, còn xíu, bỏ đó. Còn xíu hả? Anh Bin có đồ ăn cho nó chưa? Chưa. Anh Bin có đồ ăn cho nó đi anh Bin. Đợi cho nó mềm. Nó mềm là mềm sao anh Ben? Cải nó bỏ đại vô đi cho nó ăn đi anh Ben. Làm vậy nó sặc chết đó. Nó sặc chết hả anh Ben? Ừ. Tội nghiệp quá, nó đói nãy giờ nó uống nước á anh Ben. Ôi tội nghiệp chết xạo luôn anh Ben ơi. Anh Ben cho nó ăn đi anh Ben. Kêu đi con, kêu anh Ben đi. Go go. À, đừng dạy nó sủa. Cái gọi chạy gọi cái con cái nó tên gì quên nữa rồi trời. Sắc ghi này nè, nó sủa bà nội luôn á, chứ ở đó mà nói đừng dạy. Nó sủa thì nó thì nó ồn lắm đó. Hồi nãy nó sủa đó. Đừng dạy nó sủa tại nó đắng. Không, lúc trên xe đó. Trên xe cái gì đâu, tại nó chưa bao giờ lên xe. Không, nó trên xe nó đòi đi xuống, nó lại đi xuống cái nó nhảy cái không cho nó nhảy hoài không được, cái nó sủa. Vâng vâng. À, có mấy con chó mà không thích trên xe, như cái chó của Thư đó, Julian. Julian cũng đâu thích lên xe đâu. Cho con Rocky hả? Hả? Con Thất Kỳ hả? Sắc Kỳ. Sắc hả? Sắc ra làm đôi hả? À, Sắc Kỳ. Sắc kỳ, con kỳ Rico. Với con sắc Rico, sắc kỳ, ăn Rico, sắc kỳ ơi, kêu anh Bin cho ăn đi. Kêu anh Bin cho ăn đi. Âu âu. Kêu đừng vậy dạy đó nó... Không có thích dạy nó hả? Má, đừng dạy nó sủa. Ừ, không dạy nó sủa. Vậy kêu anh Bin cho ăn đi. Kêu anh Bin cho ăn đi. Rico, rắc kỳ. Sắc kỳ ơi, kêu anh Bin cho ăn đi, sắc kỳ. Trời ơi, em đói quá rồi nè, tội quá anh Bin ơi, anh Bin không cho em ăn gì anh Bin. Anh Bin làm thiệt á hả anh Bin? Anh Bin cho em ăn đi anh Bin. Anh Bin có lớp em thì anh Bin cho em ăn đi anh Bin ơi, thử bỏ xuống cho em ăn đi. Trời ơi, anh Bin chip đến nỗi anh Bin cho có chút xíu à. Tại nó nhỏ xíu tưởng ăn nhiều nữa. Anh Bin phải cho cái đó đó nó mới chịu nổi, còn mấy được cái mũ nó cắn hết á anh Bin. Đó, nó ngủ rồi nè các bạn. Đó. Đó,
không cho tôi ăn nữa, nó lấy gì tôi ấy, giờ tôi đói quá, làm ơn làm phước nãy giờ mấy tiếng rồi, mấy tiếng rồi tôi chưa có ăn, đó cho tôi ăn miếng đi, cho tôi ăn miếng đi. Cái gì mà cho tôi ăn gì mà không cho tôi ăn gì, phải rửa đàng hoàng nha con. Đó, ăn đi con. Sắc kê dậy ăn nè, sắc kê. Sắc kê. Rico ăn đi con, Rico, ăn nè con, Rico, ăn đi con, Rico ăn đi. Ăn đi Rico. Ăn đi con. Rico ăn đi con. Rico cũng đói hả? Chật quá hả Rico, sắc kê. Lát nữa vòi bôi con để hai cái chén này, lát nữa tối làm sao con? Bỏ nó chứ giờ rồi đến tối con lấy lên. Lấy nó lên chứ, để cho có chỗ rộng rãi nó ngủ nha con. Để... tại con không được cho nó ăn nguyên ngày nguyên tối, không nó bái đĩa nguyên ngày nguyên tối. Trời ơi nó chép quá con ơi, ban ngày nó mới cho con ăn. Nhưng mà ban ngày á con đưa ra ngoài kia rộng rãi nó ăn. Để ngày mai chú Hải đợi cái chuồng cho nó, cho nó rộng rãi. Rồi thôi vậy là hai con này nó uống nước nó no rồi. Nó về nhà mới nó buồn quá. Nó gặp cái chủ mới á, coi như á, nó buồn. Cho nên nó chưa có quen cái chuồng cũ. Thôi rồi giờ nó ngủ rồi nha các bạn. Mình chào các bạn nha các bạn. Nó không thèm chơi mình nữa. Thôi giờ mình cúp nha các bạn. Bye bye các bạn. Có gì ngày mai mình sẽ quay clip mới cho các bạn coi nha các bạn. Bye các bạn.